kỳ mà viết tắt là AmCham tổ chức. Học bổng này trao cho các bạn sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 các trường đại học trên thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu là giúp cho các bạn có được nền tảng vững chắc hơn để làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài. Để tham gia được học bổng này thì sinh viên phải là sinh viên năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 của một số trường đại học cụ thể như trường đại học Bách Khoa, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường đại học Khoa học Xã hội, trường đại học Khoa học Tự nhiên, trường Ngân hàng, trường Luật, trường Hoa-Sen, v.v. Và các bạn phải có điểm số trên 7 phết, tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là phải có kỹ năng, khả năng tiếng Anh tốt. Các bạn sinh viên sẽ đăng ký điền vào mẫu form sẵn ở trên trang web của AmCham là amchamvietnam.com để tham gia. Là có 4 vòng thi, thì vòng đầu tiên là vòng xét tuyển hồ sơ, vòng thứ hai là vòng đánh giá khả năng tiếng Anh, vòng thứ ba là đánh giá năng lực và vòng thứ tư là phỏng vấn đi bài tiếng Anh với người nước ngoài là các đại diện của các công ty thuộc AmCham. Đây là vòng theo như mình nghĩ là vòng đơn giản nhất, tại vì các bạn chỉ cần điền vào các form mẫu có sẵn và viết những bài luận để chứng minh được là khả năng tiếng Anh của mình, chứng minh được các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là định hướng nghề nghiệp tốt, thì các bạn có thể vượt qua được vòng này. Chỉ cần bạn ôn luyện tốt được về các vấn đề và ngữ pháp và các kỹ năng nghe nói đọc viết thì và tự tin vào khả năng của mình hoàn toàn có thể vượt qua được vòng này. Vòng đánh giá năng lực này gồm có trên 300 câu trắc nghiệm, thì khi tham gia khi làm các câu trắc nghiệm này, sinh viên sẽ được đánh giá về khả năng sử dụng ngôn ngữ, khả năng sử dụng số liệu, khả năng xử lý các tình huống. Thì các bạn sinh viên chứng minh được mình có một nền tảng toàn diện sẽ vượt qua được vòng này. Vòng thứ ba là vòng rất thú vị, bởi vì sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm này, sinh viên sẽ được gửi một bản báo cáo về cá nhân của sinh viên, trong đó đánh giá là các khả năng, các kỹ năng của sinh viên để họ có thể chuẩn bị mình tốt hơn cho công ta vui khi nhận được cái bản báo cáo này. Và trong bản báo cáo này mình thực sự bất ngờ bởi một số cái yếu tố mà mình không ngờ nghĩ đến, như một vài kỹ năng đặc biệt mà mình không nghĩ là mình có nhưng họ đã đánh giá được. Vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh. Vòng này có lẽ là vòng gây cấn nhất, căng thẳng nhất, bởi lẽ các bạn sinh viên phải trải qua một buổi phỏng vấn với các chuyên viên người nước ngoài. Và năm nay các bạn sinh viên phải đối diện với ba vị, họ sẽ phỏng vấn về các hành vi, năng lực cũng như kỹ năng tiếng Anh của mình. Mình quyết định tham gia học bổng AmCham vì thứ nhất đây là một học bổng danh giá do một tổ chức rất uy tín làm lên, và thứ hai là bản thân giá trị học bổng đem lại bên cạnh số tiền là 500 đô và khóa học và kỹ năng mềm do công ty nước ngoài giảng dạy, thì sinh viên khi đạt học bổng AmCham còn có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp, các công ty là thành viên của AmCham. Các công ty của AmCham là những công ty rất nổi tiếng mà các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và họ như PepsiCo, Unilever, P&G hay là Vietnam Airlines, Vietnam Group. Các nhà tuyển dụng rất thích khi đọc thấy một CV có bạn sinh viên đó đạt học bổng AmCham. Ngoài ra thì còn là cơ hội được tham gia vào câu lạc bộ ASA, là câu lạc bộ các cựu sinh viên đạt học bổng AmCham. Đạt được học bổng AmCham thì mình cảm thấy rất là tự hào, vì mình đã vượt qua được bản thân mình đã chứng tỏ được là một sinh viên Hoa-Sen thì mình có thể cùng sánh vai với các bạn sinh viên trường khác, không hề thua kém các sinh viên trường khác. Bản thân mình và tham gia các cuộc thi để mà đạt được cái